why we celebrate Christmas. There you go. Christmas gift. Merry Christmas! Vào những dịp Giáng sinh như thế này thì mình nhận được rất là nhiều quà từ những vị khách vô cùng đáng yêu của mình. Đây là những món quà vật chất rất là quý giá. Và mình thật sự rất là biết ơn, nhưng mà Giáng sinh này mình sẽ muốn có một món quà về tinh thần đặc biệt. Dạ chào mọi người cũng đi nha. Đang làm mà phải xin đi về sớm để mà tham dự một sự kiện vô cùng đặc biệt tối nay luôn các bạn. Các bạn có thấy là cái mặt mình bây giờ nó tròn như bánh bao không? Vì sáng nào mình quăng một cái nó to như vậy nè. Đây là một tour diễn Giáng sinh vòng quanh thế giới của một dàn hợp xướng Hàn Quốc rất nổi tiếng, Gracias. Nếu các bạn nghĩ các xe chỉ có ở Việt Nam thôi thì hơi sai lầm nha các bạn. Sự kiện của họ thường là thu hút hàng ngàn khán giả các bạn. Nếu mà mình không đi sớm thì chẳng có chỗ để mà ngồi đâu các bạn. Nhìn xe nó kẹt một hàng dài như thế này là mình nhớ Việt Nam quá. Lây hoay nãy giờ mới tìm được một cái parking lot này các bạn. Đây là chính là cái chỗ mà sự kiện này sẽ diễn ra các bạn. Bây giờ ở ngoài trời lạnh tải liền luôn các bạn ơi, còn gió nữa chứ. Cuối cùng thì cũng đã đến giờ được xếp hàng để vào trong check-in rồi. Lúc này vì quá lạnh nên mình phải vào lại trong xe để chờ, chứ không thì tèo hết. Trong lúc chờ đợi thì mọi người còn được đóng MV nữa. Không gian ở đây phải nói là thực sự nó rất là quý tộc, rất là phù hợp trong buổi nhạc kịch opera. Không biết là có bạn nào ở đây từng có suy nghĩ là cái opera là dành cho giới nhà giàu, giới thượng lưu không? Hãy để lại comment bên dưới cho mình biết nha. So we're gonna have three acts. Each act is gonna paint a picture to come together to explain the true meaning of why we celebrate Christmas. Cảnh đầu tiên và không thể thiếu trong Giáng sinh đó chính là Chúa sinh ra đời, để giải thích nguồn gốc và ý nghĩa của Giáng sinh. Mừng ngày Chúa sinh ra đời để rồi cứu chuộc mọi người. Đó. Đó chính là cái đó đó. Hồi mình còn bé, mình cũng đã từng vào vai cậu bé chăn cừu rồi này. Quả thật là rất là hoài niệm luôn. Trong bối cảnh cận đại, một cặp nam nữ yêu nhau nhưng phải chật vật trong cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, nhưng họ vẫn dành cho nhau thời gian, những món quà tuy nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa và sự quan tâm cho nhau. Chàng trai đã cầm chiếc đồng hồ vàng để đổi lấy cái kẹp tóc mà cô gái thích, còn cô ấy đã bán mái tóc dài của mình để mua chiếc dây đồng hồ cho chàng trai. Xem tới cảnh này mà thật sự mình không thể nào cầm được nước mắt.
Vì đây là một tour diễn hoàn toàn miễn phí nên là mình phải quyên góp vì những tiết mục vô cùng xuất sắc của họ. Sau khi xem hát xong Povera xong các bạn, mình cảm nhận là tại sao hồi xưa cái môn này nó dành cho những cái giới thượng lưu và tầm cấp cao các bạn, thì nó giúp họ mở mang đầu óc và cảm nhận về nghệ thuật rất là lớn. Khi mà ca sĩ hát kinh ca, mình bị nổi da gà luôn á, thì để làm cho mình muốn trải nghiệm những nhiều thứ mới mẻ hơn nữa. Tại sao mình lại có cái này, giờ này mới coi thì thử nó sớm hơn, những trải nghiệm mới mẻ hơn đang chờ đó. Còn bây giờ thì Giáng sinh vui vẻ.